cái giống như núi cây lá, đại khái như vậy. Này đứng trên cái núi cây lá nhìn vô đằng này đó giống như mà cái này con cây heo. Dạ, dạ. Nhưng mà ở trong này mình mà cái phòng này là đặc biệt, những người nào mà có tâm lắm mới cho vô trong này ngồi tĩnh tâm. Mà ở trong này đèn để cũng rất là nhẹ nhàng, muốn cho sáng. Cái hiểu cái ý thầy không? Mà cái này là cái này mấy mốt là con cho nó lên cao chút xíu này, rồi ở chính giữa chung để Đức Phật Quan Âm cao lên. Rồi không bao giờ nếu cái này cái mái con làm lên á thì cái gột này sẽ cao hơn mấy phần xung quanh. Rồi. Nha, tại vì bên nhưng mà này, cái xung quanh này đó là ở trên này đó, con không chỉ cho cái này nó lên là nó chịu đựng rồi, nó có cái mày đó, cái này nó lên rồi, có cái cột này lên rồi, còn xung quanh này đó là để cho những người đặc biệt có thể đi lên trên này. Thầy cho lên nữa hả? Cho lên, không lên, lên là làm cái cầu thang này chỉ một người lên thôi. Ừ. Lên mà phải tắt tắt. Thì con còn hiểu không? Nhưng mà thầy đã đồng ý cho làm cái máy nghiêng rồi thì lên trên đâu được. Không, thì bây giờ mình cho làm máy bằng chứ làm nghiêng. Ở trên là mình còn sử dụng nữa. Đó. Con còn hiểu cái thầy chưa? À, nghĩa là mình sử dụng mọi cái cảnh, cái chỗ này là những người mà đặc biệt mới cho lên phía trên. À. Chứ không phải là tức là lên trên rồi xung quanh tượng Phật là đi được luôn. Hay đặc quá. Biệt chỉ một người hai người thôi à. Mà lên trên đó là cảm tưởng ở trên đó mình làm cái lan can nhỏ về họ, bởi vì mai mốt là, chứ theo ý của thầy đi, nghĩa là mỗi một cái bước đi là tự nhiên nó thay đổi cái tư tưởng con người. Dạ. Nhau đó. Hiểu cái thầy chưa? Nghĩa là cái chỗ này con cho nó lên cao là Đức Phật Quan Âm cao lên rồi, xung quanh vẫn có thể ngồi. Đúng. Mà nếu được á là kinh luôn. Nếu được á là bây giờ con kiến thiết cái này giống như một cái núi cây lá. Trời. Là giống núi cây lá. Đặc biệt Đức Phật đứng trên núi cây lá. Rồi trong này á, ở trên này có thể mình có cái ống nước lên. Ở trên nó ngày cái lúc mà ngày mà bình cam lô. Cam lô chảy xuống. Hay mà quá. Cái nước đó là mình chơi lọc đàng hoàng. Uống được luôn. Dạ. Cái kim hạt này vẫn giữ cái này. Có thể nếu cần di chuyển. Cái này di chuyển hỏng, di chuyển là hỏng luôn. Nhưng không. theo con nên để đi, tại này nó là kỷ niệm mà. Ok. Tại bây giờ mình buộc. Nhưng mấy cái cây này là cây làm gì? Mấy cây này là mấy sư cô đó bữa đó. Mấy cái cây này là mình chiết ra. Nha. Mai. Mấy cây mai này là từ bên Việt Nam sang đó. Yeah. Đẹp lắm. Mà quên nữa. Trời ơi, mấy cái này bây giờ quý vị cho nó lột lá đi. Quên lại sao? Mai này có phải mai vàng hay là mai gì? Nhiều, đẹp lắm. Mai vàng đang nở lưng đồi. Bây giờ hiểu cái ý thầy rồi phải không? Dạ, con hiểu. Nghe đã đứng ngoài thấy cái này giống như là một cái núi cây lá. Nếu cần nó mai mốt mình làm những cái núi nhỏ nhỏ. Thời hay lắm. Như thế thì thực ra là cái cột này nó chỉ để chịu lực thôi. Còn mình sẽ phải làm như kiểu là mấy cái pano kiểu bê tông. Nghĩa là thế này nè. Mơ. Cái này đó, thầy nói con thế này đó. Nếu cần ở ngoài này đó là không có cầu thang, ở trên này á mình sẽ làm cái cầu thang nhỏ đi từ phía trong này, nhỏ thôi. Theo con á là bây giờ á, này là với cái diện tích nó quá nhỏ vậy đó, thì nếu mà muốn lên á thì phải vừa cái người đi lên. Một người thôi. Một người thì mình chỉ làm á là một cái trụ rồi có mấy cái ngạnh ra để leo thôi. Đúng. Nó cần như là thang leo, thang leo bè. Cái cột mà nó có ngạnh để leo thôi. Thang leo phải là cái cầu thang. Đúng rồi. Vì quá nhỏ để làm cầu thang. Nghĩa là ăn có nghĩa là vẫn có như kiểu cái thang nghĩa là thế này nè. Thầy nói mình tất á, nghĩa là cái người mà lên trên này đó là cái tâm họ đi không là nó kẹt cái bụng nó xuống nó người béo không nó lên nó phải xoay theo cái này. thấy cái chỗ một còn với nó thầy làm đây nó tôi cũng thấy tao là kiến trúc sư bất cứ tưởng tượng tất cả. Thưa quý vị, đây là thầy Dương Thiện Thiết là đạn Quản Âm Các để thờ Phật Quan Âm. Mà mình tắt theo. Nghĩa là họ vô kiến trúc sư Bất Đắc Dĩ. Mấy cái người nào mà vô lộn xộn là nó quản hồn. Nó không dám vô. Mà vô mà cái tâm mà không yên nó vô đút cái đầu vô là bị kẹt liền. Đúng rồi, đúng đâu đúng chấn. Cho nên mấy cái phòng ở trên này mấy người ca lãnh đạo vô này ở bị cái đầu u hoài là vậy. Lúc đầu đó, thầy Quyền Diệu làm chuyện nhưng mà cái đó cái ý của thầy. Mày đừng có nghĩ con không làm lãnh đạo con cũng bị u vậy. Thành ra cái là tốt. Thành ra là tốt. Thấy không? Nghĩa là thầy nói đó, người ngoài ta, cái kiến trúc là ma của các nghệ thuật. Dạ. Yeah. Tụi con không có ngờ được. Cũng như con đi vô trong cái kỳ rồi mà đi trên A Di Đà. Mà bất cứ. Cái đó khách nhà hồi xưa hay ghê lắm. Họ
nó là cái kiến trúc là nó bây giờ ở ngoài bây giờ tụi nó xây lung tung như hồi xưa, là từ cái trước đi đến nỗi mà hồi xưa đó không có được thế này nè. Thì bây giờ ở trên cái phía trên đó con làm cái đó, con bẻ nó xuống, sắt bẻ xuống, thì ở trong này mình làm từ từ sao cái hiểu cái này có thể rộng hơn. Nó to lắm này. Là tại vì bây giờ là mình lấy thì nó sẽ chân nó sẽ xòe, chân đúng, nó sẽ xòe nó rất nhiều đúng. So với cái này. Thì cái kia là mình trên cái dạng này con làm cho nó cao nè. Vâng. Rồi cái này xuống. Là mình sẽ lấy đỉnh bắt hiểu. Đầu là mình đẩy xuống. Nó ra có thể cho nó để ra cái shape của cái núi Kailas thì cái chân nó ra cái này. Đúng. Nó sẽ xòe rất là nhiều đấy, chứ nó không phải lấy trong lắm. À thì làm kiểu Kailas luôn. Nghĩa là đại khái thấy dư là nào một cái nước chứ bình thản làm vâng. Mình làm vô cũng như mà thấy cái chùa mình đó vô họ ở ứng tưởng ở cái chỗ này, mà những người đặc biệt có tâm mai mốt mình làm cái cửa nè, vô là tự nhiên thấy có cái gì đó, thấy không? Từ cái đèn đó bây giờ đề chỉ rồi, mấy sư cô này ở cái này quen, từ cái đèn cái đường đi đồ là nó phải thiên nhiên quan trọng lắm. Một ngày không có gì, ở 2-3 ngày thấy khác liền. Rồi bây giờ có mấy sư cô này rồi, xong đây thầy sẽ đưa học. Rồi mai mốt này làm một cái giường của mình là nó khác hơn là giường Nhật Bản. Bây giờ thống nhất đồng ý ha. Nghĩa là vào trong này thấy đây là một cái giống như một cái núi giả sơn, nói giả sơn nhìn vô vậy đó. Đức Phật ở trên nhìn rất là hùng vĩ, thấy rồi không? Ở trên này đó là thầy tẩy ra, sau mai mốt mình có thể để trong này nước và có thể bấm một cái là nước có thể nó chảy xung quanh và được đó. Ở dưới này chảy róc rách và mà thiết theo, kế theo châu Á đó là tượng Phật Bà là có cầm cái bình cam trong lồ đó, nước trong đó chảy ra được đó. Mà nói như thầy nước uống được không? Uống được không? Bây giờ nó có cái máy mà lọc nước của Nhật Bản đó. Vâng, tuyệt vời. Thì thấy đi con là gắn hết ở trong gắn hết rồi, mỗi ngày đó các vị tới lại Phật rồi lấy cái nước đó uống, tuyệt vời. Mà cái máy nó mắc lắm, cái máy hôm trước thầy mua đó gần 20 cân đó. Nhưng mà thầy dữ vậy. Thế là lọc tinh. Không, mà cái máy này nó hay đó. Nó mấy người bơi bên ta thẳng biết thầy nó hỏi đó, là bệnh á. Bây giờ phần lớn mình bệnh là gì về vấn đề nước. Thì đưa cái máy nó vô. Thầy nói là mình tất. Bây giờ là mình chưa có người ở đây và mấy thầy trò mình đầu tư đến cái đó. Và có tiền. Ai tới Bồ Đề đâu ra. Trần cái kiến trúc này nó hay lắm. Giờ thống nhất rồi ha. Dạ. Bây giờ thiết kế đi. Rồi bây giờ xong rồi, bây giờ đi qua cái chỗ mà Phật Di Lặc. Dạ, Phật Di Lặc hay quá. Hết. Dạ dạ. Nghĩa là thấy trong này giống như là mà nếu được là mình trang trí giống như một cái núi đá, ngài đứng ở trên núi đá. Hiểu không? Ở trong này đó. Tại ta làm tao có ý đó. Nghĩa là